À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totan qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch huyền thoại của đế quốc Tây La Mã. Và ở tấm game trước thì các bạn cũng biết rồi, sau khi đã gần như là dẹp bỏ hoàn toàn hai cái thằng ở phía bắc này, nó gần như bây giờ nó thành một thằng thì thành quân du mục rồi đúng không? Đây, còn một thằng thì nó thôi may quá kiếm được một cái thành, à nó chuẩn bị cũng là du mục nữa rồi. Chắc nó sẽ chiếm một cái thành nào đó để ở. Thì bây giờ thì chúng ta cứ phải nói là cái chính sách của mình bây giờ là chỉ có hai sự lựa chọn cho tất cả các quốc gia khác trên bản đồ này, đó là một, trung thành với La Mã, thứ hai là kẻ thù của La Mã, cúi đầu trước La Mã và hoặc trở thành kẻ thù của La Mã. Thì ở tập trước mình đã thằng này nó đã quyết định không chịu cúi đầu và mình sẽ dạy cho nó một bài học và mình nó đã mất toàn bộ lãnh thổ rồi. Giờ thì mình sẽ sửa lại nhà cửa thôi. Đó là quyết định của nó và thì nó phải chấp nhận cái quyết định này thôi. Nó quyết định như vậy thì nó phải chấp nhận thôi. Mình sửa chữa lại nhà cửa đã, vùng này âm lương thực kinh quá nhỉ. Chuyển thành cảng cá cho nó được có thêm lương thực. À rồi. Nhà lính à, cái này nó à, thuốc nhuộm, thuốc nhuộm chúng ta để lại vì tài nguyên này mình chưa có. Rồi bây giờ thì à, có vài khu vực mình cần phải giải quyết đấy, thí dụ như thằng đấy. Tiếp đến là thằng này, mình chưa biết là thế nào, nếu nó thích đánh nhau mình sẵn sàng luôn, mình đã đầy đủ lực lượng rồi. Khu vực phía bắc thì à, ở đây mình đã có sẵn quân đoàn đây rồi. Thằng này thích giở quẻ, mình sẽ kéo tiếp các quân đoàn khác xuống khu vực châu Phi, à khu vực Iberia. Ở đây có một quân đoàn đóng sẵn. Khu vực xứ Go có sẵn đây rồi. Nói chung là mình đã chuẩn bị lực lượng để có thể sẵn sàng với tất cả các tình huống mà nếu như thằng nào muốn giở dám chống lại La Mã đều sẽ nhận được kết cục không tốt đẹp gì cả. Phía Bắc của nước Anh thì nói chung là ổn rồi, mình nghĩ là không có vấn đề gì. Nhưng nói chung thì mình sau khi mình đã phát động chiến tranh với cái thằng này, thằng quân ly khai Gamanatia này, thì mình thấy phần lớn cái đám đệ của mình nó cũng biết điều ấy, nó đều chuyển sang màu xanh hết. Thằng này thì cũng đang tăng trưởng trở lại này rất là nhanh đấy. Còn mấy thằng này thì nó vẫn muốn đánh nhau hay sao ấy? Không thành vấn đề. Nói chung bây giờ thằng nào thích đánh nhau mình sẽ cho đánh nhau luôn, kể cả thằng này. Rồi mình sẽ cho các hạm đội mình truy sát mấy thằng này tiếp. Mình đã cho thêm một hạm đội nó lên đây chỉ để truy sát mấy thằng này, chạy nhanh lên cho nó. Vùng biển này, vùng biển chết nên là mất quân liên tục, nhưng mà buộc phải truy đuổi chúng nó, phải ra đấy thôi. Chúng nó cũng mất quân và mình cũng mất quân, không sao cả. Nhà cửa chúng ta thì ok, tiền thì rất là nhiều, mình chẳng biết dùng vào việc gì cả. Bây giờ thì chúng ta quá nhiều tiền. Khôi phục lốt cái tỉnh này lên đã. Chúng ta kiểm soát cả một tỉnh như thế này thì nó dễ quản lý hơn. Được rồi, xây cái nhà thờ đã. Này. Rồi. À, hết lương thực coi cái tỉnh này à? À không sao. Đang mùa này thì nói chung ổn. Quân đội à. Mọi thứ tốt. Chiến thắng về mặt văn hóa thì mình cũng hoàn thành rồi, chiến đại thắng thật thánh thì bây giờ hầu hết mấy cái này đã hoàn thành rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình chỉ là tiêu diệt lốt 3 phe phái còn lại thôi là hoàn thành. Nghiên cứu công nghệ thì 3 lượt nữa là xong. Nghiên cứu công nghệ thì nó đơn giản rồi, trong tầm tay, mình muốn làm thì mình cứ nghiên cứu xong là xong thôi. 3 phe phái nữa thì trong đó đầu tiên là thằng này, tội dám cưỡng lại là đế quốc La Mã. À, để xem lượt tiếp theo nó làm gì, chắc nó sẽ phải đánh mình tiếp hả?
không cần biết nó biết là nó là sẽ làm gì, nhưng mình sẽ tiêu diệt nó. Mình đã bảo rồi, chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Cúi đầu trước La Mã hoặc là sẽ trở thành kẻ thù của La Mã. Nó lựa chọn phương án thứ nhất. À, phương án thứ hai thì phải chấp nhận điều đó. À, gì đấy? Đánh à? Có con quân không mà đánh? Con quân không mà đánh? À vâng, một trận đánh vì danh dự. Nhưng mà mình e là nếu mình đánh auto có thể mình sẽ mất quân. À không mất đâu, quân mình đông lắm. Đó, chả quan trọng lắm, giờ này thì cái thằng này thì chết rồi. Trận trước nó công thành mình thì mình đã xử đẹp nó rồi mà. Không mất quân mình tỷ lệ cao mà không mất được. Chắc hết lượt này nó báo là bạn đã hủy diệt được thêm một phe phái nữa. Rồi lại một ông tướng già chết. Vệ binh không dao động, mạnh về phòng thủ. Một phe phái quân ly khai lo gì đây? Quân ly khai Gamma Latia bị tiêu diệt. Để xem chúng ta hoàn thành được bao nhiêu này. Wow. Sao chưa lên được? Đánh bại 40 phe phái khác bằng cách chiếm đóng hoặc săn bằng khu định cư cuối cùng của chúng. Hoặc biến chúng thành 4.000. Tại sao vẫn 37? Không tính à? Quá nhỉ? Mình chưa hiểu kiểu gì. Thôi rồi, từ từ. Chắc phải giết mấy thằng kia. Mấy thằng này là thằng phát sinh sau. Nó không tính rồi. Quân đi khai nó không tính à? Yes. Này vẻ hơi vất nhỉ. Fleet reporting. Thằng này. Có lẽ mình phải dụ cho nó vào để nó đánh thành mình chứ. Cứ đuổi nó ngoài biển thì nó cũng có chịu chạy đâu. Chắc phải rút quân đi thật. Cho nó vào công thành của mình. Nhả nó ra đánh. Rồi. Không thì nó cũng không chịu đánh chứ. Cái lực lượng của nó mỏng như thế làm sao nó đánh được. Còn ba cái phái nữa mình tiêu diệt. Xong rồi một thằng rồi. Bây giờ đến thằng này. Hỏi lại lần cuối cùng mày có chịu làm đệ tử của anh không? My master extends the most magnificent welcome to you and your honor. Thằng này mặt nó rất đỏ với thằng Đông Nam Mã. Mặt nó rất đỏ với phần lớn thằng Đông La Mã. Mình nghĩ là please accept as a most humble audience for your terms, my poor self. Now, my shit. War it shall be, if that is your desire. I hope that you have already paid. Thằng Him Gia này nó thân mình, mình tuyên chiến với thằng này, thằng Him Gia nó thân mình luôn này. Nó đang từ mặt chuyển lên, nó tăng trưởng luôn. Quấy. Bây giờ là chúng ta tuyên chiến với thằng nào đám đệ nó theo đấy. Hay thế. At your command.
Mình nghĩ là mình sẽ hủy diệt bọn này luôn, không bắt làm chư hầu đấy. Let them cower like kennel dogs. Chúng nó có tường thành à? Mấy thằng này nó không chịu làm đệ mình mà, mình có phải là mình muốn ấy đâu, mà tại chúng nó không chịu chứ. Mà nó không chịu thì nó phải chấp nhận thôi. Có cần có tường thành không nhỉ? Besieging the settlement. Chia sẻ quân đội. Bắt tướng. Would that I were as swift as the angels. Ba chữ X à? Commander. Ba chữ X à? March. Thế thì cho bọn này xuống này. Cho hai cái xe bắn đá lên này. Lên bộ binh lên này. Rồi. Thằng này nó công. Thằng nó công thì nó cứ cho nó có sẵn xe bắn đá bộ binh, còn bọn này kiếp luyện thì nó vào sau, kỵ binh vào sau nó nhanh hơn. Rồi. To battle. For God himself. Rồi công luôn, chúng ta sẽ xử lý luôn cái thằng này. Giờ này chúng ta đâu có sợ thằng nào nữa. Mình muốn 4 xe công thành để nó phá tường thành nhanh hơn. Quân tiếp viện thì nó sẽ vào thôi mà. Có điều là chúng ta không có cái mini map, mình không biết được quân tiếp viện của mình nó sẽ vào từ hướng nào. Chơi ở cái độ khó huyền thoại thì các bạn sẽ không có cái mini map để bạn quan sát toàn cục trận chiến. Đấy. Đấy là một cái khó của độ khó huyền thoại. Ngoài những cái khác, ngoài những bạn không có thể save được thì nó còn một cái vấn đề là như vậy. Khu thoáng à? Tốt. Nhưng mà trận này nó có hải quân, mình không biết là nó tiến vào kiểu gì. Chính của nó ở đây. Nó có hải quân đấy. Rất có khả năng nó sẽ tấn công đường biển. Mình nghĩ là mình phải lên giữ một chút cái đường biển nhỉ. Tại sao mình lại phải để không cho chúng nó công này. Chỗ này mình công ở đây thì mình phải phá cả cái tháp canh này. À được. Ôi rộng thế. Chia làm hai. Chia làm hai đạo. Bắn đạn nổ thấy có vẻ hiệu quả hơn. Cho mấy thằng spear này đứng ở đây. Chưa biết quân tiếp viện nó vào từ hướng nào, nhưng mình cứ dàn bộ binh ra đây đã. Ồ, đến sát mép luôn. Đây là mép luôn rồi mà nhỉ. Đứng tạm đây đã, chờ quân tiếp viện vào. Đây là mép tường rồi. Nó cũng không công được mình. Mình chỉ có mình. À rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ công thành của chúng nó. Phá hai cái tháp canh cho anh. Nó còn những thứ khác tính sau. Quân địch đang tiếp viện. Tiếp viện đường biển vào đây phải không? À, quân đồng minh của chúng ta ngay từ bên cạnh thôi. Không sợ. Rồi. Pháo đang đã rất tuyệt tình. Rồi, quân tiếp viện đang vào rồi. Hay quá cơ, ú rủ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vào đây. Chuẩn bị nhá. Chúng nó sắp đổ bộ rồi, anh em tiến lên. 4, 5,
tía por ahí. Thắp canh nó chưa vỡ đâu đúng không? Trận này có cả xạ kỵ lẫn cận kỵ đánh. Dám đổ bộ vào đây không? Chưa sập cái tháp canh à? Mới chạy ra lại chạy vào. Ôi sợ. Chạy ra lại chạy vào. Mấy con ngựa cúi. A fire rages through the enemy settlement. Đổ bộ à? Khử nó cho anh. The enemy tower is no more than wreckage now. Rồi. It's an ambush. Tập trung phá hết tháp canh rồi. Kỵ binh La Mã đang tiến vào. Mày chết. Rồi, tiếp vào đây. Dạ kỵ rồi, bật cận chiến lên. Khử luôn nó cho anh. Giết cho nó ngay từ trên biển. Để cho nó thoát. Rồi, còn một cái tháp canh nữa, bắn lốt anh em. Tháp canh nó đang bắn mình. Diệt cho nó ngay từ trên biển. Lục quân rồi, tiến lên. Palatina đang chịu thương vong rất lớn. Không để cho chúng nó vào thành, nhanh. Không để cho chúng nó vào thành. Một đội của mình đang rất thương nặng, thương rất nặng. Không cho chúng nó vào thành. Đội này cũng thương nặng. Rút. Đơn vị nào thương nặng rút tạm đấy. Bọn này vẫn khỏe. Đây rồi, cận chiến của mình đến rồi. Mày chết. Đám trong thành thì cứ ở trong thành nhá. Nhìn nhau mà sống, nhìn nhau mà chết. Mình bị cái tháp canh nó bắn ác quá. Thằng này còn thậm chí còn chưa thể đổ bộ được đã bị. Tiến lên. 56-56%. Sốc vào đầu sau lưng nó. Rồi, bộ binh của chúng ta đang tiến lên. Úi dồi, phát đạp này thì mày chết luôn. À, tốt rồi. Tao phải chạy xa. Phát đạp này nó mất tinh thần luôn rồi không? Đến đây. Kỵ binh của mình sao gần hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đội xạ kỵ bắt đầu tiến đến đây. Rồi, tháp canh nó vỡ lốt rồi. Tiến lên, ở đây rồi, xem bắn đá đâu. Phá vỡ một khúc tường thành nó ra cho anh. Đây. Bây giờ chúng ta thừa sức gian chết cho nó luôn. Rồi, không phải chịu đuổi bọn đấy.
主。杀。The enemy's walls crumble before our might. 不是他应该是吧？啊，妈的去吧！别骂。把给别人。Đánh giá vào đầu tiên. Từ đó sau khi lùi ra trong thành của chúng nó có đội cung tên. Rồi dừng bắn đi em ơi. Đánh giá rồi. Tiến vào. Let's do it. Tiến lên. Dàn hào quân đây đã nè. Let's do it all. Kỵ binh của chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. The walls are destroyed. The defenses are no more. À, nếu các bạn máy mà cấu hình nó không được tốt lắm thì các bạn đừng đánh những trận nó lớn như thế này. Mà lại nói chung nó sẽ bị giật hoặc lắc ấy. Bởi vì là số lượng quân đông quá nó đánh nó hay giật lắc lắm. Úi giời ơi, vỡ tường hay rồi. To rồi. Đừng bắn đi, còn mấy viên cũng để lại cho anh. Đứng đây đã. Đứng đây để dụ bọn cung tên nó bắn bớt đi. Chiếc khối hộp đang tiến dần lên. Quân nó đông mà. Quân thủ thành của nó rất đông. Mà quân tiếp viện nó rất đông. À, nhiều anh em hỏi là tại sao mình lại không sử dụng cái lém lao của các cái đơn vị này. Các bạn nên biết là khi mà các bạn lém lao thì các bạn không thể thiết lập các cái đội hình test studio này được. Bởi vì nó không thể vừa lém lao vừa test studio được. Chỉ có mỗi cái bản Rome 2 bây giờ nó update lên thì nó có thể vừa thiết lập đội hình vừa lém được lao thôi. Còn các cái bản này thì nó không thể như vậy được. Khi bạn thiết lập test studio bạn không thể lém lao được. Thế nên là mà nếu như các bạn đánh nhau với các đội quân phương đông ấy, nhất là mấy con lạc đà ấy, mà các bạn không thiết lập đội hình như thế này này, test studio hoặc là phá lăng ấy, chỉ một phút sốc của kỵ binh, kể cả sốc thẳng mặt luôn, sốc thẳng mặt của mấy con lạc đà thì bạn có thể mất một nửa đạo quân luôn. Đó là lý do tại sao mà nhiều lúc mình là sẵn sàng phải từ bỏ, chấp nhận từ bỏ cái vấn đề mình bỏ mất ba cái lượt lém lao của lính La Mã. Tất nhiên khi mà nó rút ra thì mình sẽ tắt đội hình để mình lém đuổi theo sau lưng nó, và lém đuổi sau lưng hiệu quả hơn rất nhiều các bạn lém trước mặt. Nói chung thì mình vừa chơi mình vừa rút ra kinh nghiệm thôi, chứ vừa thực ra mình không biết trước được cái gì cả. Chẳng hạn như đánh nhau với thằng Hung Nô chẳng hạn, cái vấn đề mà tính toán để không bị tấn công từ đằng sau lưng ấy, à sử dụng Best Studio ấy, các bạn thấy rồi đúng không, mình phải mất một trận tính toán rất là mệt mỏi. Mình phải nghiên cứu cách đánh của chúng nó và cái hiệu quả của cái đơn vị xạ kỵ của nó, mình mới biết được rằng là Test Studio rất mạnh khi bị khi có thể chống tên từ mặt đằng trước đây. Nhưng mà ok, nó còn hai đội thuyền ở này đây này. Không sao, hai đội đấy thì mấy thằng binh của mình lại giải quyết tốt. Nếu nó thích ở bộ mình cho nó chết luôn thì lại giải quyết rất là tốt vấn đề đấy. Thế nên là mình cho rằng là như vậy thì rất tuyệt. Rồi. Nó đang tràn quân ra. Đó, tấn công đi, anh tiến lên La Mã ở cổng thế này. Ồ, không dám đánh lại rút vào à? Lại cho ra, lại rút vào à?
Đổ bộ kìa, các anh ấy đổ bộ kìa anh em. Có đổ bộ kìa. Nhào vô. Nói chung thì các bạn tùy thôi, các bạn nghiên cứu cách như thế nào đó để khi chúng ta thắc tác chiến thì cái mục đích cuối cùng của chúng ta là giành chiến thắng với tổn thất nhỏ nhất, đúng không? Thì các bạn làm nào thì tùy. Nói chung là mình nói là xây dựng một cái chiến thuật đánh nhau nào đó cho vừa hiệu quả mà lại giảm được thương vong ấy. Tốt nhất, ít thương vong nhất. Mày ẩn lấp, ẩn cũng chẳng lấp. Nói chung mấy cái thằng lém lao này thì không cần cận chiến thì cùng tên nó có thể quẩy tốt. Rồi, mình chúng ta đang tiến đây rồi. Nó đang bắn tên. Rồi ok, bắn tên thoải mái luôn. Một cái testudo mà đỡ bằng hàng mặt đằng trước này thì chúng nó bắn đến một mít sang năm cũng hết. Đó, rất nhiều cung tên nên chúng ta không thể vội được. Và mình cũng đang cần dàn quân ở đây đã. Hai đại tướng tiến lên đây. Cung tên của nó cổng thành thì mình có 2% chưa vỡ hết. Bây giờ mình xông vào, bây giờ cũng chưa xông được. Elite Palatina. Hay rồi. Mình ấn nhầm rồi. Tiến vào đây. Anh em tiến lên. Anh em cứ bật test pro rồi tiến lên. Mấy thằng cung tên nó bắn mình trên kia kìa. Đây này. Chắc phải bổ sung mấy thằng xạ kỵ ra chỗ này. Ưu tiên bắn test đội hình pha lạng test đồ của mình trước thì mình sẽ dùng sẵn kỹ để bắn. Tốc độ quân dày như thế này. Mình sẽ không thiết được đội hình pha lạng ở đây mà mình vẫn sẽ tiếp tục sử dụng đội hình test đồ để có thể che chắn bảo vệ cho quân đội ở phía trên. Và rồi nó có bắn tên vào thì cũng không giải quyết được gì đâu. Lính cung tên của nó chạy rồi. Sợ bị mình cái đánh sau này. Thằng nào ăn mình chết luôn. Rồi. Chẳng mấy khi được xem một cái trong những cái đánh nó hoành cá tràng này. Rồi tiến lên. Nó không có kỵ binh thì cho lính cận chiến cái kiếm tiến lên trước nhỉ. À nó có đấy. Mình thấy nó có kỵ binh. Tiến lên tiếp. Bật testudo lên. Rồi. Testudo mà bật không thằng nào có thể vào làm gì được đâu, nó không làm gì được. Trong này nó có kỵ binh à? Có kỵ binh này. Bắn. Bắn đạn lửa luôn. Cung tên của nó thì không sợ. Tên mình để mặc kệ. Tên mình để mấy con ở đây ra đây đã. Ra đây, ra đây, ra đây. Nếu có thể vào một phát bóc lốp luôn. Như là cung tên mà. Rồi,
cứ cho thoải mái, nó bắn vào đội hình Testudo. Đội hình Testudo là đội hình chuyên dùng để chống chống tên này. Ôi sợ nó định ăn kiểu gì với đội hình Testudo như này. Không ăn thua. Mình xử lý hết cái đám tầm xa của nó trước ạ. Mấy con ngựa nó dẹo rồi. Tiến vào khu... Không dám à? Đâu à? Đây còn đơn vị nữa này. Nó cũng sợ quá, nó không dám đánh. Bắn những con ngựa này cho anh. Chúng ta cần lùa mấy con ngựa này, bởi vì đuổi bọn này mệt lắm. Đuổi mấy con ngựa nó lạc đà mệt kinh. Không dám ra đánh, khổ. Bắn vào đội hình Mesuro của mình, đến bao giờ mới chết được. Khổ ghê. Tắt cái hit and run đấy, bọn này chạy tà lao quá. Bắn. À, lại có một thanh niên nữa xông ra kìa. Được. Nhưng mà ăn làm sao được. Khổ lắm cơ. Diệt ngay đội kỵ của nó. Cung tên cứ để nó bắn đi, hết tên mình xong làm gì. Mình nói rồi, Testudo đã được lập lên thì rất khó để cho nó bị phá được. Tiếp với đội này. Nó ăn không được lại chạy vào à? Đứng nát nó, đứng lấp ở đây hơi khó bắn mình, khó bắn nó nhỉ. Giết mấy thằng này, đến mấy thằng cung tên nữa. Nó vẫn còn mấy thằng cung tên, ghê phết. Mấy con ngựa này chơi trò đú ở đây. Bọn này cút đít Archer này giáp của nó trâu phết đấy, bắn hơi khó ăn của nó. Giáp nó dày. Rồi, cứ để nó bắn đi. Thoải mái đi, đội hình Testudo cho nó bắn. Chỗ này bắn bị bắn chéo đúng không? Đã hiểu. Còn treo hướng này. Rồi. Đó các bạn phải chú ý. Nó bắn hướng tên, tên nó bắn hướng nào thì bạn xoay cái đội hình Testudo ra hướng nào. Chỉ mỗi thế thôi. Có vẻ bắn tên bọn này mình không ăn thua. Tên mình giáp dày rồi. Mặc dù mình đã cho cung tên của mình bắn đạn xuyên giáp rồi nhưng mà quá trời. Tiến vào. Quân địch có gì nữa đâu mà. Đánh nó lắm. Tiến vào đây. Tiến vào đây. Tiến vào đây. Rồi.
Ăn rồi. Mấy con ngựa chết bầm với nó. Và rút ra nó cũng đứng ở đây. Cái testosterone mà bật, đừng có bật chuyển sang đội hình khác, không cần thiết. Mấy thằng này bị cận chiến phát là mất testosterone à? Bọn xạ kỹ này sẵn sàng. Tên điểm trợ để cho nó khỏi thương vong. Được rồi đấy, bây giờ thì cũng khi chúng ta đã tràn được vào thành rồi thì không cần test studio cũng được. Kết hợp với xạ kỹ đuổi chúng nó cho anh. Lùi ra. Từ từ nó xông vào sâu thế. Xạ kỵ gì vào sâu thế. Tiến lên. Tiến lên. Testudo rồi, tiến lên. Nào. Cho mày bắn tên. Bắn ngày mai nhá. Bắn sang năm. Rồi, giờ thì làm sao? Giờ thì bắn tên tiếp đi. Còn tên nữa không? Hết rồi. Mấy thằng cung tên của nó định chứ. Mấy thằng cung tên nó xông ra quánh nhau như đúng rồi nhỉ. Nào, chỗ này thì làm sao? Tiến tiếp lên, đứng đây làm gì? Bắt canh nó bắn được mà. Tiến sát nó lên. Đấy, cung tên nó nhiều lắm. Bắt đầu áp sát chúng nó, bắt đầu cho kỵ binh vào. Kỵ binh bắt đầu vào. Cổng này thì có vẻ ổn rồi đúng không? Cổng này chúng ta tiến vào theo hướng nào nhỉ? Đâu có nhiều đường để đi đâu. Hướng này thì có thể chạy tự do hơn một xíu. Vòng đường này à? Xa lắm. Bọn này đứng ở đây. Chạy vòng theo đường này. Kết hợp với kỵ binh. Đây, di chuyển hướng này. Cán luôn.
The enemy refuses to admit defeat. Their unit has rallied. Bên rồi, chạy vòng ra sau luôn, ăn luôn. Sốc như là sau lưng nó luôn. Mấy con ngựa này đi vào đường này, chạy ra, đã yếu, đúng, gió. Xông lên! Nếu bình tĩnh thì có phải giải quyết được không? Khó nhất thì khâu vào thành thôi. Còn một khi đã vào được thành rồi thì chúng nó nát. Chạy đi đâu cho hết nắng. Bọn kỵ binh của mình đã tới. Tháp của nó bị đổ. Xong. Chắc còn đạo tướng đứng ở trong thành gì. Cho đạo này vào đây. Đạo này nữa. Hai đạo cục tên của nó coi như xong rồi. Con ngựa nó đuổi cho bằng chết. Con ngựa đuổi cho bằng chết luôn. Kill kill kill. Tất cả kẻ dám chống lại mình sẽ bị san bằng. À, anh em phá cái tường ra đi vào cho nhanh. Đây, thả nào thế nó chạy vòng vòng. Con này nó chắn lắm lối thế. Mấy thằng Kuzlit này nó chạy khỏe nhỉ. Gửi nó tận đây vẫn chưa chịu hết. Mai hả bưởi. Chết, 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 chết. Chưa phá được cái tường này à? Phá chưa? Tràn vào. Cắm cờ trên phủ thống đốc của nó luôn. Chiếm cổng thành luôn. Trong này chắc còn đạo quân gì đấy mà. The enemy tower is no more than wreckage now. Rồi, chúng ta đã chiếm được hết rồi. Đây có tháp cảnh này thôi, chả cần thiết. Chiếm được. Úi dồi. Cái khối đen đen này là bao nhiêu thằng? Đó, quân địch đó. Chả thấy chúng nó đâu cả. Ở đây. Xô vào.
đế quốc phương Đông. Xong. Tướng này. Chả chiếm cái vùng đất này làm gì cả, san bằng luôn. Một thằng nữa. Một thằng nữa dẹo. Xong phim. Chiếm luôn. Sao? Còn đám tàn quân à? Ready for battle. Quân đoàn lên cấp. Commander. To victory. Sẽ phải lốt đám tàn quân nữa nhỉ. Mà đánh nhau tu khi mất quân nhỉ. Nó có. Có lẽ phải đánh tay, đánh nhau tu khi mất quân. À không cần. Tỷ lệ thắng cao này chắc sao. Xong phim. Rồi. At your command. Thực ra nó tính toán là chúng ta có cả hai đại loại kỵ binh như thế này cộng với bộ binh rất là mạnh, nên là nó tính rằng chúng ta có thể thắng trận này. Đoàn kết. Tướng này còn chẳng có một cái gì luôn này. À đúng rồi, tướng này nó vừa mới được bổ nhiệm. At your command. We hunger for battle. Rồi, xem thông báo nào. Ủa? Đánh bại 40 phe phái khác nhau bằng cách chiếm đóng hoặc săn bằng khu định cư cuối cùng của chúng. Thằng này chết rồi mà nhỉ? Cái này phải hết trận nó mới báo. Còn đâu? Commander. Khu đồn trú. Mình chưa hiểu là phải tiêu diệt kiểu gì nó mới hết được cái chứ. Còn mấy thằng nữa. Tóm lại trên bản đồ bây giờ còn thằng nào mình diệt nốt thằng đó. Khó nhỉ. Hay là qua lượt nó mới báo. Không biết luôn kiểu gì. Chắc phải qua lượt nó mới báo thật. Đó. Giờ nó mới báo. Đúng rồi, về chiếm thành của anh đi. Lại chạy. Đuổi bọn này như là mèo vần chuột.
Phạm đội hao tổn. Trẻ sơ sinh. Cô dâu có xứng đáng. À được, vợ ngon xinh, cho lấy. Chúng ta mất ít cái kiểm soát thôi, chứ có vấn đề gì đâu. Được rồi. Không phải đánh thành mình nhỉ? Đánh đi. Để chấm cho mày đánh, không đánh à? Dụ mãi mình vào đây mà không chịu vào. Quân thì chết gần hết rồi, cứ đứng ở ngoài biển. À đâu, để xem cái thông báo nữa. Ơ nhỉ, sao vẫn 37? Đánh bại 40 phe phái khác nhau bằng cách chiếm đóng hoặc san bằng khu định cư cuối cùng của chúng, hoặc bắt chúng thành bồ nhìn. Chúng mình vừa giết một thằng mà sao chúng được? Lỗi à? Lỗi à? We hunger for battle. Nói chung đến giờ này xem trên map còn thằng nào diệt lốt thằng đó nhỉ? Quái gì? Ready for battle. Chạy đường này không hồi được quân. March. Miễn thuế lương thực. Cần quay nhà thờ để hoàn thành cái nhiệm vụ nhà thờ rồi. Thằng này à? Ai... Văn Đan. Diệt Văn Đan Dung Tê vẫn chưa hoàn thành được. Quay thật. Đùa nhau à? Tổng hiện tại 37. Còn cái gì nữa? Your crude wares no longer suit the refined. Thằng Đông La Mã này làm sao ấy? Thích giở quẻ à? À mày thích bị diệt vong phải không? Anh cử các quân đoàn sang diệt mày luôn bây giờ. Sinh con ngoài giá thú. Mình tăng số lượng quân đoàn mình lên mức tối đa. Your orders. Còn cái đứng ngoài này chờ chết à? Còn thằng nào nữa nhỉ? Thằng này à? Tuyên chiến luôn. Be welcome, I suppose. Now, war it shall be if the... Thằng quân ly khai. Thằng này à? Thằng này không chịu à? Diệt luôn. Tất cả những thằng không chịu giờ này diệt hết. Mình xem mình có tô màu được không? Chúng nghĩ là mình không tô màu được phải không? Nghĩ là mình không thể tô màu được đúng không?
support. At your command. I want hourly patrols. Đâu nhỉ? Mình có 3 quân đoàn đóng đây mà. Cộng với một quân đoàn đóng ở Iberia nữa. Hải quân. Thằng này không theo anh à? Quân đoàn đóng ở Iberia rồi ạ. Xử thằng này cho anh. Mình vừa chạy qua cái vùng băng tuyết. Nó toàn hải quân à? Lục quân của nó thì không có gì đáng ghê gớm cả. Mà nó có hải quân. Ây, cái thành đã. Let them cower like kennel dogs. Bất kỳ thằng nào dám chống lại anh đều phải chết. Thằng bố láo này. The blessings of the Lord upon you. What then do your noble people desire of us? Mà nhiều tiền quá thì không cần chơi à? Đa thăng trưởng. Hoặc hiệp ước với Long Bè, hiệp ước với Suebi, Hinya và Astatia. Kể cả thằng Đông La Mã, thích giờ khỏe đập luôn. We hunger for battle. At once. At your command. March. Sửa xong cái đồn gác thì cái tỉnh này ổn. Có đổi loạn lên thì cũng chả sợ. Thằng này chống lại cả Trung Đông. Thằng này nữa. Van Dan vẫn đi du mục rồi. Xem nào. Phải luôn tướng tạo công ăn việc làm cho bọn lính của mình không nhỉ? Điệp viên. Thế đấy. Xây cái nhà thờ phủ thống đốc ở đây. Ôi, nó cứ đứng ở ngoài này, nó không vào. Thôi đây, tôi tránh hẳn ra đây cho mày đánh nhé. Vào đây. Máu ăn đi cu. Quân đi khai à? Quân đi khai. Đánh vào cảng này của mình nhé. Chắc nó chưa có gan. Thủ phủ nó không xây được đồn gác à? Quái quỷ. Thế mới lạ nhỉ. Cái nhiệm vụ này
Uy, joven. Tóm lại là bây giờ mình cứ tuyên chiến hết, thằng nào còn không chịu nữa là mình diệt hết. Đã xong, đúng không? Ok. Vào công thành nhanh đi, cứ lượn ở ngoài biển. Đuổi nó mình cũng mất quân, không đuổi được. Ui dồi. Hai thằng đệ mình đuổi thằng này chạy cong đít này. À toàn đứng đi rồi, đánh đi, để cố gắng đánh trong vài trận nữa. Đúng ra thì mình nên chọn giải pháp là cho mình dàn quân sẵn ở đây trước á, nhưng mà thôi chẳng cần, nó chả tiến được đi đâu nữa đâu mà. Cướp không chạy à? Biết là ăn không nổi nên là cướp xong chạy à? Đô đốc à? Commander. We take this settlement. Chạy về đây à? Besieging the settlement. Nhiều phết đấy. Ôi cha, nó cho mấy thằng này hành quân của mình, đánh quân của mình mất nhiều máu ghê nhỉ. Ai da. Thôi được, anh cứ vây đây đã. Vườn cây ăn trái này. Mày. Uầy, nó đốt quân của mình chết nhiều thế. Được, 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 được. Hear us, Lord. Được. Anh chuẩn bị sẵn rồi, tình huống nào anh chuẩn bị thì sẽ hết. Hôm nay anh nhử cho mày vào đây đánh, nhưng mày không đánh, anh cho quân đoàn này xuống đập lại, nhưng mà mày không đánh thôi. Commander. Hear us, Lord. Bộ binh của nó thì có mấy thằng quẩy đá đâu nó. Đây cũng vậy. None will escape. Cứ vây lại đã. Cho hải quân đến thì mới ăn được. Đỡ hao quân. Phía bên này. We hunger for battle. Đồ à, quân đoàn này cứ đứng đây đã. Ready for battle. Vừa bị thằng Đông La Mã cướp à? At your command.
siege to the settlement! Ready for orders. Besieging the settlement! San bằng đất đai của nó luôn. Bỏ cướp chiến là cái gì ạ? San bằng mất tiền à? Ready for orders. Ready for battle. Nó còn một cái thành bên trên kia. Vẫn bầm bậy. Xem còn thằng nào dám chống lại mình nữa. Đô đốc. Nó thành đệ mình rồi mà nhỉ. Mấy thằng này. Sống không thích sống, thích ăn đòn này. Thống đốc ở tỉnh nào đấy? Có một tỉnh vừa thống đốc dẹo ở Ai Cập. Nghiên cứu quân sự. Thuế xuất. Và ngon. Các tướng lĩnh thống đốc già quá, chết dần hết rồi. Quyền lực vẫn đang ở mức cân bằng là được. Không quan trọng những cái mình nắm được nó là cao hay thấp, quan trọng là nó mức cân bằng được rồi. Để xem đợt tiếp theo à. Mẹ cái thằng Junte kia nó cứ ở ngoài biển cái gì, làm sao mà mình diệt được nó nhỉ? Để chống thành cho nó xông vào nó đánh, nó không đánh, cứ lượn lờ ngoài biển. Lại rút à? Hay quá cơ. Đuổi hạm đội của mình. Retreat! Ở đây các anh có thêm các hạm đội tiếp viện đây này. Ngon ra đây ăn tiếp đi. Ngon ra đây ăn đi. Úi dồi, chạy ra tới ăn tận hạm đội này cơ. Tất nhiên là anh không gì để đánh kiểu thế cơ. Xong rồi mày đứng kẹt ở đấy nhá. Stopping for now. Khắc được chết, việc gì phải nóng vội. Chả cướp tiếp à? Cướp đi. Anh đang mong mày chiếm luôn, chiếm thì mày đóng trại đấy luôn đấy. Bắt mày luôn. Giết mày luôn. Mẹ nó không chiếm. Chiếm đi. Đấy. Xây công trình vệ sinh dịch tễ lên đó nào. Rồi, bây giờ thì làm gì? À, bỏ của chạy lấy người. Công cái thành này là không có quân tiếp viện à? Ôi xa.
None will escape. Yes. Từ từ từ. Cho cái hạm này nó vây cả lại đã, để cho thằng này nó không vào tiếp viện được. Và bây giờ thì easy hơn rồi. Thằng này hải quân à, lục quân mày trèo xuống biển này. Mày lại học cái thằng Ramanathia phải không? Mày lại học cái thằng Ramanathia. Mày chết thôi. Mày lại học cái thằng Ramanathia thì anh cho mày chết. Bộ binh của nó không có các đơn vị tầm xa. Vậy thì mình cứ từ từ mà đâm hút. Bắn chìm thuyền chúng nó là xong. Sương mù à? Hô thoáng. Rồi, hạm rất đông. Trận này thì chúng ta chờ quân tiếp viện vào nữa, cho nó đông đội hình. Thuyền đâm hút ở đây. Ngon thì vào đây. Ngon thì vào đây. Rồi, sẵn sàng bảo vệ. Úi xùi, hạm đội đi đâu? À, chúng ta lại vào từ hai phía chéo nhau này. Hay đấy. Artillery ships reporting. Warriors group. Ships awaiting your word. Sat horse. Battle group ready. Hi. To the horse. Rồi. Xoay ra đây. Firepower ready. Nó xong. Xong. Chìm. Chìm này, chìm, chìm, chìm. Chứ chìm à? Chìm một chiếc. Bắn. Ships awaiting your word. Ready and waiting. Ships ready. Ok anh. Sổ vào được đến đâu, chìm hết đến đấy này thì làm ăn gì? Còn đám còn lại. Nhanh, nhanh. The enemy are losing ground. Pack them down. Ships ready. One of our ships is being boarded. Oh. A ship has depleted its ammo reserves. Ships awaiting your word. Tấn công ở đây. Chìm. À.
Đánh luôn. Húc. Húc. Nào, húc. Rồi, húc luôn. Húc, húc, húc. Không được để nó sống sót. Rồi. Thôi không bắn nữa. Cả mấy thằng này nữa dừng bắn. Rồi, kết thúc trận đấy. Mày ngu lắm, thích đánh nhau trên biển cơ. Thế thì xuống biển mà bơi. Ô, vẫn còn một chiếc thuyền này. Thôi được rồi. Vẫn còn một chiếc thuyền. Your orders. All hands to the oars. Pausing. Vây cảng lại cho anh. Đô đốc hải quân. Ready for orders. Hết quân à? Cho tướng này ra đây đã. Cướp bóc của mình kịch quá. Chạy ra đây rồi à? Vào thành luôn. Rồi. Vậy thì không cần thằng đóng ở đây nữa. Mấy thằng này bút vào cái gì đấy? À, móng ngựa. Đúng rồi, vùng này có cái móng ngựa mà. Rồi. Thằng này thương nặng quá nhỉ. Để lượt sau thằng này, à, để thằng này đánh nhá. Khỏi cần. Thương nặng vẫn đánh được. Chọn bờ đánh cái đảo cho anh. Đánh từ cảng vào mình là phải đổ bộ. Mất pháo. À đây. Nó còn một cái hạm đội rất là mạnh ở đây. Nhưng mà hạm đội thì làm sao mà công thành. Vấn đề là hạm đội thì làm sao công thành. We're going to need a bigger fleet. We need good strong men. Yes. Ready for order. Commander. Có vào đây à? Khả khi không? Rất không khả khi, đúng không? Ready for battle. On the move. Make haste, men. Rồi sao? Finding shelter. Ready for orders. Đông La Mã nhiều loại quân ghê nhỉ. Khỉ gió với cái thằng trên này mãi không chịu vào đánh mình. Giờ quên làm sao không bắt được chúng nó. À, mình còn một hạm đội đây. Quay dần. Lùa cho nó vào dần. Lùa cho nó dần.
lùa cho nó dần đấy. Chắc phải vậy mới ăn được nó. Rồi, tiếp theo, thanh niên nào thích đánh nhau nữa nào? Lại chạy ra. Quái quỷ bọn này quay nó dần dần vào đó. Dụ nó vào một cái vùng biển nào đấy mà nó không chạy nữa nhỉ. Eo biển băng. À, ngon. Chiếm lại thành à? À tốt rồi, thế thì quân đoàn dưới kia nó có việc để làm rồi. Đánh ngay ở cái vùng này, mình có một cái quân đoàn ngay phía dưới này. Chiếm cái khu, không chiếm cơ. Chạy ván đất của mình kìa. Đi đâu á? À, nó là hải quân nên nó đuổi lục quân của mình được đúng không? Back! Tỷ lệ thắng của mình cao nhưng mà cũng không nên đánh trận như này. Đốt phá khu vực này của mình à? Nó vừa đốt được vùng nào nhỉ? Đây à? Đấy chứ vào đây làm sao vào được. Khu trong này nó có tường thành hết rồi thì làm sao mà nó đã cướp được. Sau đến đấy thì im rồi. Thanh niên này đâu rồi? Truy đuổi nó. Nó đi, nó chui vào đây thì nó chết rồi. Ủa, một đám đuổi theo này. Đâu à, thằng này nó chạy đến đây. Quay dần nó vào đã. Nếu mà nó chui vào cái chỗ eo biển này thì tốt nhỉ. Có thể là chúng ta phải làm như vậy, dụ nó dần. Chỗ này toàn vùng biển nước chết, được chết. Thì cần dụ nó chạy xuống một tí nữa đó. Quân đoàn của nó chạy ra đây đâu rồi? Salutations. You. Stop that. Quân đoàn chạy của nó chạy ra đây đâu nhỉ? Yes. Hạm đội đây à? Hạm đội đây à? Your orders. Thôi được, anh tha cho mày lượt này. Trận này mà công thì người ta lại bảo bắt nạt trẻ con. Trận easy. Nó còn quân đâu mà đánh. Nó rút hết quân đi rồi. Kiểm soát lại châu Phi đấy. Để thuế cái tỉnh này. Sửa vệ sinh cộng 5, hệ thống làm mát
Một vùng chỉ nên có một công trình này thôi. Ready for battle. Tướng cấp cao ghê nhỉ. Your orders. For honor and glory. Your next command. Mày. Thứ nặng thế. Yes. Thắng mà thứ nặng thế nhỉ, tỷ lệ thắng cao thế mà thứ nặng thế nhỉ. Mình tưởng trận này nó easy, mình đánh ốc tu. Thứ nặng thế. À nó cũng là hải quân. Thôi được. Nó cũng là hải quân. Yes. Rút về đây hồi ít quân rồi. Úi xời. Mua thêm mấy cái thuyền đâm hút nữa. 5 chiếc, giỏi đẹp. Rồi. Hạm đội này ăn được rồi. Thuyền nó bị thương nặng à? Nhưng mà hơi ít thuyền pháo kìa. Ăn được. Bố trí khắp lời. Mày chết. Có thế chứ. Mấy cái tàu hải quân tào lao nó cứ thích làm loạn. Đây à? Vua của nó. For death and honor. We hunger for battle. Chỗ để chờ bờ đâu nhỉ? Không có chỗ nào để chờ bờ à? Chỗ để chờ bờ chứ nhỉ? Vớ vẩn thật. Advance. Would that I were as swift as the angels. À, có lẽ tạm thời mình sẽ dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.